trời ra vợ chồng anh con đi. À, rồi anh con cũng được rồi, tưởng nghe ra. Chồng ơi, thấy mình dở cái móc. Chạy ra em kêu đi vô lại, đi vô lại chị ạ. Làm hết. Tưởng đâu là hai nhân vật đến từ truyện tranh không ạ. À? Hai bạn có phải là người Việt Nam không? Phải. Bây giờ đoán nha. Dạ. Chắc chắn hai bạn phải có một người làm công việc về ngành tóc đúng không? Dạ chồng em. Đúng không? Dạ. À, thấy em này đoán trúng không? Đúng sao? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ trước tiên là em chào chị Hồng Vân và anh Phước Thận và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. À, em tên là Giáp Khẩu Phụng, em năm nay 26 tuổi. Em công việc em là gì? Dạ hiện tại là em đang kinh doanh buôn bán online á. Dạ. Giáp Khẩu Phụng. Dạ. À, ấn tượng quá cái tên. Ha, công nhận á, khuôn mặt thì giống Katy Perry. Thiệt má. Đúng rồi. Đúng không? Em cảm ơn. Ừ. Rồi, mời em. À, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Nhân Hùng, hôm nay em 34 tuổi. Phụng Phụng là hãy kể cho chương trình biết là hai em lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Cho em kể trước nha. Ừ, em kể trước đi. Bữa đó là em chỉ đi học bình thường thôi, em đang lúc đó còn là sinh viên. Thì em là đi học, trong đó thì anh này ảnh làm giám sát thi công công trình. Thì ảnh có công việc đi ngang vô trường em á. Thì lúc đó mới gặp em. Mà anh này ảnh gặp mình, anh đâu có xin số điện thoại đâu gì đâu. Cái lên Zalo, ở đó Zalo có cái tìm kiếm á chị. Cái bắt đầu tìm kiếm thấy tên em, không dám nhắn tin, kết bạn. Nó trời quen biết gì đâu chuyện kết bạn trời. Thôi kệ cũng kết bạn nói chuyện, rủ đi chơi. Ngày đầu tiên đi chơi, bỏ cho em đợi từ 7 giờ chiều quốc tới 9 giờ tối khuya luôn. Mà giờ nó còn sinh viên sao 9 giờ đi chơi được. Mà lần đầu tiên đó. Em bấm chặn số luôn chị. Ừ, nhưng mà sao em đi trễ vô Hùng? Em đi làm về, em kêu thôi để nằm chút xíu rồi khỏe khỏe rồi sẽ ra điện thoại rủ đi chơi. Nhưng mà hẹn rồi cái em nằm cái ngủ quên 9 giờ luôn. Nhưng mà em hẹn 3 lần mà em quên hoài. Cái hôm đó cái tự nhiên em ngồi thôi không ngủ nữa, rồi mới hẹn vợ em. Em không chịu luôn chị, em nó không gặp. Cái anh này nhắn tin, bây giờ có ra gặp không? Không ra anh xong vô nhà. Gặp liền để xíu để anh ra. Tại liền ba vậy em mới vô khó, cho nên em ba khó kêu lắm mà dám kêu không ra anh xong vô nhà lúc đó em mới chịu gặp á. Nghĩa là lần thứ tư là gặp được. Giận lắm, chị nghĩ sao mà hẹn gái người ta hẹn 3-4 lần 4 lượt rồi gặp sau luôn. Cái lần đi chơi đó là em có ấn tượng gì về ảnh không? Cái lần đi chơi đó là lần đầu tiên luôn, từ trước tới giờ là em, tại vì anh cũng có nói là em hồi đó em để tóc dài mà em cũng dễ thương nữa nên em cũng có rất là nhiều bạn khác giới cũng có. Thì coi như anh này là người đầu tiên mà làm có ấn tượng nhiều nhất. Cái bữa đi chơi đầu tiên đó thì hai đứa dạng chở nhau đi chơi vòng thôi, thì anh mới nói trời sáng giờ anh làm mà anh ăn được có cử à, anh đói quá rồi anh mua xôi, thì anh tấp vô anh mua xôi, thì mua xôi ăn bình thường ăn ngon lành vậy đó. Cái tắp vô là quán nước rồi, cái em ngồi xuống mới nói đâu em ăn thử miếng coi ngon không, thấy anh ngon ngon lành. Trời ơi xôi bị hư, có xôi bị hư mà ổng ăn gần hết cuối luôn rồi. Cái nó ủa sao tự nhiên ăn gì trời, hư rồi ăn gì, mua rồi tự nhiên bỏ, nói vậy á. Cái em nói ủa sao kỳ vậy. Lúc đó em vẫn chưa có biết là hoàn cảnh gia đình gì hết trơn á, tại vì đi chiếc Vespa chị nhìn là nghĩ cũng khá giả trong ba dạng bình thường. Cái em mới nói ủa sao kỳ vậy, anh kể em nghe đi. Thì lúc đó anh mới tâm sự là ba chồng em hiện tại bây giờ với là mẹ chồng em, ba em là bán đá bào ở ngoài mấy cái trường học á chị, chạy xe bán đá bào. Mẹ chồng em bán bánh tráng trộn. Biết gia đình không có khá giả và cũng nhờ vậy em mới biết là ba chồng mẹ chồng em chưa bao giờ có một căn nhà ổn định hết, chỉ ở nhà mướn thôi. Và nghe anh tâm sự như vậy á chị, khi em cảm thấy thương nhiều lắm. Dạng thật thà chân chất á chị. Vậy cái xe Vespa đó ở đâu? Dạ tích hợp của chị. Dạ cái đó là em mua lại của giám đốc em. Xong rồi trả từ từ. Ông cũng thương hoàn cảnh cho nên bán giá rẻ đúng không? Dạ. Cái hôm đó là nước vợ em á, vợ em kêu nhà vợ em ở trong hẻm rồi nè. Kêu nhà em á không, nhà em cũng ở mướn. Cái xong rồi cũng nói là nhà ở mướn. Đúng rồi, vợ em chưa nói là nhà vợ em khá giả hay sao mà nhà vợ giàu hả? Dạ. Nhưng mà em giấu, em không có cho bạn này biết. Em nói em ở nhà mướn. Em nói tại mẹ em có cái tiệm tạp hóa chị. Cái em cứ nói là em ra ngoài em làm phụ, làm thuê thôi. Em ở thuê luôn, em là sinh viên nên đi học. Em sợ anh ngại á. Mà anh có vô không? Cũng vô đó bình thường rồi. Em cũng ý là vô, con đâu cho gặp mẹ em đâu. Chỉ là đi ngang qua xong rồi con chào bác thôi, chứ không hề nói là mẹ em luôn. Lâu lâu dần dần rồi em mới nói cho nghe. Còn em thì sao Phụng? Em có tới ăn đá bào với ăn bánh tráng trộn? Có. Nhưng mà trời ơi lúc đó trông gai lắm, chưa có được đi ăn đâu. Mới gặp nhau thì không có hẹn gì nhà liền. Thì tự nhiên một tháng sau khi hai đứa quen nhau thân rồi á, tự nhiên ổng dọn ra ngoài ở chị. Ủa sao tự nhiên kỳ ở nhà ổng ở, đi ra chỗ gì hay. Mày cũng không hỏi em nói ủa anh sao vậy, cái không nói nó không có gì. Cái sẵn rảnh lướt Facebook á, thời đã có Facebook. Cái em lướt cái thấy cái tấm hình hồi xưa, cái có tấm hình dắt chị nào đi chơi á. Cái em nói ủa anh này ai vậy, em gái em họ anh mà nhìn khác nhau lắm kìa, mà nhìn kiểu không phải. Tâm lý chị mách bảo chị là em giận em lơ luôn. Lâu lâu sau này mẹ em mới kể, mẹ chồng em á
Mẹ chồng em là người thân thiết nhất với em luôn. Mẹ chồng em vừa bị suyễn mà vừa bị tim nữa. Cái bị bệnh cái xỉu giữa đường luôn. Cái ổng lật đật ổng gọi em, cái em cuốn gói em đi theo ổng luôn, là lên đó là gặp mẹ đang trong bệnh viện á, gặp cái mẹ kể từ A tới Z cho. Mẹ nói là tại sao mà Hùng nó ra ngoài đường? Tại sao mà bỏ nhà ra đi đó phải? Dạ đúng rồi. Là tại vì bạn gái cũ, ý là chia tay bạn gái cũ, nhưng bạn gái cũ không có muốn chia tay, mới lên nhà chồng ở. Thì lên nhà ổng ở được tuần là ổng ra ngoài tuần đi luôn. Dạ ổng dọn đi một tuần luôn. Mẹ mới giải thích cho em nghe. Chứ lúc đó là em giận thật sự và em không có muốn gặp luôn. Chỉ vì là mẹ bệnh như vậy nên phải lên thôi, phải gặp mẹ thôi. Thì lúc đó mẹ kể. Và sau lần đó thì sức khỏe của mẹ như thế nào? Xong rồi cái lần biến cố nhất á là mẹ em á, giống như là bây giờ em nói ấy. Sao? Để em nói giùm cho. Mẹ em vừa bị tim mà vừa bị suyễn thì không thể trị được hết. Coi như là chỉ có 2 giây thôi chị. Đã vô bệnh viện rồi nhưng không kịp. Tính tới thời điểm này là mẹ em nằm thịt vật được 4 năm. Dạ. Mẹ bị đột quỵ ha? Dạ mẹ đột quỵ. Cũng là mẹ cũng là ba đó thôi, thúc hai chồng em cưới nhau. Tại vì tính tới thời điểm đó em mới có 23 tuổi à. Học vừa mới xong, coi như là bước qua một trang mới rồi vô là lấy chồng liền luôn á. Trong cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều biến cố xảy ra. Để em cho chồng em bình tĩnh lại kể. Xong rồi mẹ em nằm đó, cái em kêu trời bây giờ kiểu như rối luôn chị. Trời vô phòng đặc biệt mà cứ nằm vậy mà em kêu thôi. Lúc mà em lơ vợ em luôn. Mình em không cảnh muốn làm khổ vợ rồi em. Xong rồi em nói thôi em kêu thôi, coi như là mình không có duyên đến nhau vậy. Chia tay đó. Lúc đó chắc cũng khó khăn rối bời lắm đúng vậy. Không? Dạ, khó khăn lúc đó là tiền bạc cũng lum la. Em không muốn làm khổ Phụng. Dạ. Dạ tính lúc đó là tiền viện phí lên tới 200 triệu rồi. Là không còn đủ khả năng luôn. Em nói rồi chồng em không có nhà để ở mà. Anh nghĩ trong lòng anh bán hết xe cộ, bán hết đồ, nói chung đâu có nhà để bán đâu. Bán hết để mà chi trả cái tiền viện phí đó. Chị cho mẹ. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Mẹ em thương anh này lắm, thương nhiều lắm chị. Xong cái buổi trưa đó em đang nằm chơi vậy nè, hai mẹ con nằm thì tâm sự. Cái mẹ em mới nói Bi, vậy giờ tính sao Bi? Em ở nhà em tên Bi. Dạ tính sao là sao mẹ? Thì con tính sao, chuyện của nhà bên anh Hùng tính sao? Trời có gì đâu. Thì có đâu ai tới đó. Hai tụi con thương nhau là được rồi. Không có chuyện gì xảy ra mẹ ơi. Mẹ em im. Mai mẹ hẹn Hùng ra đây ăn uống nha. Ý là dẫn đi ăn thôi. Cái mai hẹn anh Hùng lên. Tự nhiên bây giờ bác cho con mượn tiền để lo cho mẹ con. Bác cho hai tụi bay tiền mua nhà, chuẩn bị cưới nhau đi. Trời ơi thương quá hả Hùng ơi. Trời ơi mẹ hay quá hay à. Lúc anh muốn hỏi em về cái cảm xúc của em lúc mà em nghe mẹ nói những điều đó như thế này. Ý là em cũng không ngờ luôn, kiểu như là tin tưởng tuyệt đối. Cái kêu thôi con cứ làm đi, có thiếu gì bác hỗ trợ thêm. Khoảng thời gian đó là má em cứ cho hỗ trợ tài chính cho em để đi làm. Từ đó má vợ cứ thúc đẩy đến giờ. Trời ơi quá tuyệt vời. Chắc kiếp trước á em cũng làm con của mẹ rồi. Kiếp trước á con cũng thông qua chương trình này con cảm ơn mẹ rất rất là nhiều. Cho dù có kiếp sau con cũng mong con được là con của mẹ. Em thương cả ba, cả mẹ chồng em, cả ba, cả mẹ em nhiều lắm. Thương chồng nữa chứ đúng không? Còn thôi Hùng, thì không thì phải sao? Để Hùng chứ Hùng nói chuyện với Hùng với mẹ sao? Vợ đi. Em gửi một vài lời với mẹ vợ. Thông qua chương trình thì con cũng cảm ơn ba mẹ vợ và ba mẹ em rất là nhiều. Ba mẹ em thì cũng khổ đi. Cho nên em rất là tình cảm với ba mẹ. Bây giờ mẹ nằm xuống không có coi được chương trình ngày này con gái thành công. Cho nên em rất là bây giờ có gì em rất là xúc động nói với mẹ. Nên là nói chương trình xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều để tạo điều kiện cho con em lại. Thật ra Hùng là người rất là thương mẹ. Dạ. Mà như vậy thì là chắc chắn Hùng sẽ là một người đàn ông cực kỳ đáng tin cậy cho em với lại đứa con của em. Chắc chắn là như vậy. Rồi. Nói chung là những cái chuyện buồn coi như là đã qua. Dạ. Vậy xong đi nha. Chứ là nói nữa thì Hùng lại khóc nữa. Dạ. Đúng chưa? Thì nói chung là để tiếp theo chương trình thì anh trước khi đến với cái phần hấp dẫn nhất của cái chương trình này đó thì anh cũng phải nói gửi một cái lời và nói cảm ơn đến mẹ vợ của Hùng, là mẹ của em. Người mẹ vợ quá tuyệt vời. Dạ. Rồi bây giờ đến cái phần hấp dẫn nhất nè. Dạ. Em coi chương trình này nhiều chưa? Dạ rồi. Hấp dẫn nhất là phần nào? Dạch mặt. Đại hội dạch mặt đó. Bây giờ từ lúc coi như lấy Hùng về ở chung nhà với nhau rồi thì anh thật sự nãy giờ anh thấy Hùng rất là hiền. Vậy thì anh muốn hỏi em là ở với nhau thì anh ấy có tật xấu gì lòi đâu? Không có luôn anh. Không có luôn. Không có tật xấu. Nếu luôn mà hả? Em nói vậy nó nói trời ơi mày xạo này kia. Không có luôn chị. Em sinh em bé được 6 tháng thì em bắt đầu làm công việc live stream. 9 giờ tối là em bắt đầu lên live.
Mà cái khoảng thời gian nó phải ôm con, ngủ với con 4 giờ sáng mới hết. Cái gì mà em la em nói vậy? Gì khiếp vậy? Dạ. Em kể chuyện đêm khuya thôi. Dạ em bán quần áo thôi. Ôi nhưng mà chồng em là em hồi nãy em nói là chồng em thay em chăm sóc và lo từ A tới Z luôn. Cụ thể nó là gì nè? Sáng sớm dậy tắm rửa cho con, là lúc em cần 6 tháng trở lên á, tắm rửa thay đồ cho con, tắm xong cái cho ăn, lấy em dắt sữa ra xong rồi cho con bú. Tại em ngủ 6 giờ sáng bắt đầu em ngủ tới trưa lần, cái lấy sữa đó cho con bú, bú xong cái em xuống em làm đơn, tất cả công việc khác của em không dính em bé luôn, tắm rửa thay đồ chăm luôn. Nói chung là không làm cái gì hết, em làm hết. Nó như là vừa làm chồng vừa làm mẹ vừa làm vợ luôn, dạ. Đúng không? Vậy thì anh muốn hỏi là ảnh có lãng mạn không? Trời ơi, thôi khỏi nói tới chuyện này thấy ghê lắm. Trời ơi, sao vậy? Khủng khiếp lắm. Cái lúc cưới là thấy tào lao rồi. Cái lúc cưới là cưới nhau nhà em. Cưới đi, cưới nè, đeo vô cưới đi. Là thấy quê độ rồi à. Sao hôn nhân là chị biết khủng khiếp tới cỡ nào. Trời ơi, lễ lộc Tết, sinh nhật cái gì cũng vậy. Vậy chơi mặc ai vậy? Ủa là bữa nay biết bữa nay ngày gì không? Ủa ngày gì vậy? Cái xong rồi thôi kêu ủa anh không mua quà cho em mà không có gì, bữa nay có ngày này là sinh nhật em này kia. Ôi em muốn đi đâu anh chở đi, tại vì em giữ hết tiền rồi, đâu có tiền đâu. Rồi giờ nó hùng đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Xấu thì có tật nhờ thôi. Hôm đó tự nhiên kêu cứ có cái vụ mà dành làm cái gì á, ví dụ giặt đồ hay phơi đồ thôi, để vợ ra phơi đồ cho vợ rồi chồng anh con đi. Rồi anh con cũng được, tưởng nghe ra chồng ơi thấy giùm vợ cái móc chạy ra. Em kêu đi vô lại, đi vô lại hả chị ạ? Tôi làm hết cho. Trời ơi đi lên đi xuống đủ mệt nữa. Trời ơi đi lên cầu thang, đi xuống kêu thôi vợ mới mất khỏi làm vậy không nhờ nhảy đâu mệt nữa đúng không? Dạ. Làm gì nữa không? Với nấu đồ ăn, nấu đồ ăn em nấu không? Nói chung là đó giờ bạn có nấu đồ ăn phải không? Dạ không nấu. Không có biết nấu đồ ăn gì. Nhưng mà có bao giờ cô ấy trổ tài nấu bếp và bắt em ăn không? Có, nên nấu mà em sợ lắm. Mỗi lần kêu vô bếp nấu trời ơi, em ăn không có được cái phô mai mà chỉ đưa phô mai, giống như chỉ mua 1 kg phô mai vậy là chỉ bỏ hết 1 kg luôn. Mỗi lần làm vô kêu thôi để cho vợ vô bếp làm cho chồng ăn. Thôi đi ra canh con đi để chồng làm cho. Vợ em là một người buôn bán quần áo online đúng không? Yeah. Cho nên chắc chắn là mỗi người rất là ăn mặc chăm chút cho bề ngoài. Đúng rồi, chăm chút lắm. Trời ơi cái quần của em vừa mới ra chuẩn bị đi tắm, chỉ ra chị tắm trước lấy quần của em sọt vô, xong rồi áo của mẹ em sọt vô, nó kêu trời ơi mặc đồ kỳ vậy. Em kêu ủa sao mới để quần nó mất tiêu rồi, cái xong rồi ra kêu vợ mặc ơi. Kêu, trời ơi trời bà ơi, mai mốt qua nhà em kia mới mặc đồ ngon ngon nha, trời ơi nhìn nó muốn nhậu chứ trời ơi sao nhậu. Cái xong rồi qua anh kia em cũng đi mua đồ vợ em luôn. Thôi là coi như mua đồ trời luôn. Trời ơi tự nhiên chị đem cất hết đồ mẹ vô, cất hết đồ ổng vô, đi mua mấy cái đầm sexy á. Tức là bắt em mặc đồ đó. Thầy phải mặc đồ đó nó mới cực nhậu kỳ được. Sexy yeah. Luôn chị, cực kỳ siêu ren luôn chị. Chứ kêu đẻ xong rồi cứ mặc đồ lè xè quá. Em kêu trời ơi thôi đừng có mặc này nữa, em lấy đồ của mẹ em đem trả má vợ em trả xuống dưới. Rồi bây giờ cũng có muốn hùng là thay đổi một cái điều gì không? Trời chồng em á không uống thuốc, không uống rượu, không có chơi. Cái gì hết. Em cũng biết thay đổi cái gì, nhưng mà thay đổi giùm em dù lãng mạn. Hùng có muốn Phụng thay đổi gì không? Em á thì em muốn vợ em á đừng có ham làm quá thôi, cứ chăm chút cho bản thân một chút đi, chứ thằng không có chịu chăm chút mua đồ cho con với em không. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Hùng nè, bây giờ Phụng á là mong muốn em có một sự lãng mạn. Dạ. Và nếu được thì dành cho cổ nhiều sự bất ngờ. Dạ. Em muốn làm điều cho vợ em bất ngờ lãng mạn luôn. Em cũng tự tay đi lựa cái nhẫn này. Wow. Để em cầu hôn vợ em. Chết cha. Lé tối mắt quá xỉu luôn. Em hãy làm những gì Phụng mong muốn nghe. Anh không thấy gì hết. Chị Dân cũng vậy. Dạ. Thay mặt cho chương trình hôm nay chồng muốn tặng vợ một cái món quà bất ngờ. Nói chung là lãng mạn để cho vợ biết chồng này là lãng mạn chứ bất ngờ nữa. Hôm nay chồng mới có dịp cầu hôn vợ cho nên tất cả mọi người biết hôm nay là chồng cầu hôn cho vợ. Đâu quỳ vậy đi, chứ con lẽ đây. Chị dạ, cầm hộp giùm em. Rồi em cầm nhẫn lúng túng đó. Rồi, kể từ hôm nay là ơi. Làm vợ chồng suốt đời không có ấy. Ôi không... chết rồi. Ôi thôi không biết nói gì hơn là chỉ biết úi trời ơi. Trời ơi, xúc động kìa. Và anh nghĩ rằng là nên có những phút giây như thế này trong đời sống hàng ngày. Ngắm ơi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Thạch Vũ, 33 tuổi, em làm bên ngành điện nước. Em quê em ở đâu? Dạ em quê miền Tây chị. Vậy miền hả? Tây. Là hai chồng ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn, còn vợ em thì ở Tây Ninh. Vậy ạ. Còn em? Dạ tên em là Nguyễn Thị Diệu Hướng ạ. Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên trung học cơ sở ạ. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Cách đây 9 năm về trước á, là lúc đó em còn sinh viên năm thứ nhất. Thế là trong dịp hè, thế là cô bạn học chung lớp rủ em đi Phù Hồ ở dưới Bình Dương á. Xong rồi vô tình lại gặp cái anh này. Anh là bảo vệ.
Thế anh đến anh hỏi, thế hôm nay ông đẹp trai dữ lắm, ông đẹp lắm, phải xấu như bây giờ đúng không em? Thế là thế là cũng lanh la tới nói chuyện, cũng làm quen vậy đó. Anh cũng nói là ngày trước anh cũng có đi bộ đội ở tại Đà Lạt, tại vì em học ở trường đại học Đà Lạt. Thì anh mới bảo rằng em lúc nào á mà tụi em có cơ hội lại đây á, anh nhờ em chút việc. Thì 2 tháng sau khi em mới quay lại công trường này thì em mới gặp anh á. Thì anh viết lá thư kêu em này lên trên chỗ cái địa chỉ này, em gửi cái thư này á cho cái chị này giùm anh. Chị đó thì tên Thanh, học khoa hóa trước em 2 khóa. Thì đến tháng 9 thì em trở lại trường đại học, cũng làm bồ câu đưa thư đưa cho anh vậy đó. Thế xong rồi đến tìm cái chị Thanh này, không thấy chị đâu hết. Thế xong rồi em mới về là em cất trên cái kệ sách á, cũng bận đi 9 tháng sau. Bắt đầu em mới làm 3 cái tiểu luận chuyên ngành á. Thì em mới cần đến tài liệu, thì em lại mở tập ra, em lại thấy cái lá thư của anh này. Cũng tò mò dữ lắm, mà biết là xem thư là không có tốt rồi. Xong rồi em cũng mở ra đọc xem, mình xem mình cũng mắt nhắm mắt mở đi. Nhìn bên dưới thấy mỗi cái tên của ông á, thấy cái số điện thoại, em mới gọi điện cho anh á. Khi mà em nhận được cái số điện thoại đó thì vô cùng bất ngờ luôn. Nghe tiếng thì quen quen nhưng mà mình không nghĩ là sẽ gọi lại, tại vì trước khi đi đâu có cho số điện thoại gì liên lạc đâu. Nhưng mà cái lá thư đó là em gửi cho cái người yêu của em thiệt hả? Không, cái đó là cũng vừa là bạn mà vừa là học trò. Hiểu rồi. Có nghĩa là vô tình đó, vô tình mà lượm được bí kíp luôn. Thế xong rồi cũng nhắn tin qua lại. Thì anh này trời ơi, anh cũng nói chung là cũng tán tỉnh dữ dằn lắm luôn á. Nhưng mà lâu thì hai em yêu nhau khoảng như gần 1 tháng á, rồi cũng hơn quen nhau nhắn tin qua lại thời gian rồi cũng 2 năm á chị. Dạ, sau đó em giỏi gì không em? Dạ có, 2 năm xong rồi hai tụi em chia tay. Mà chia tay anh này không có nói một cái lý do gì hết, tại vì anh này là mối tình đầu của em thích anh dữ lắm. Nói chung là cũng buồn dữ lắm, thất anh vọng muốn, lắm. Anh đang muốn biết cái lý do đó. Đâu có lý do đâu chị. Không phải anh nói lý do mà trời ơi, anh nói anh nói sao? Với bác của anh như này này, con nhỏ nó gọi điện á, bác hai đừng có nghe nữa. Có nghe thì có trả lời là nói chứ trời ơi lỡ làm nhỏ rồi với bồ công nó có bầu rồi thì con phải cưới. Thế xong rồi em cũng bạn đi, em kêu chứ thôi thì mối tình đầu thôi thì bây giờ cũng tập trung vào việc học đi, thì bây giờ thật tiền cũng không có giải quyết vấn đề gì hết, thôi ráng học để lo tương lai cho mình, bây giờ hoàn thiện bản thân đi rồi sau này kiếm thằng khác tốt hơn ông lên á. Thế xong rồi cũng ráng học, em đi ra ngoài Bắc em học 1 năm nữa, rồi xong em đi vào Tây Ninh em đi dạy được gần 1 năm á, em hết hợp đồng tập sự rồi. Thế vô tình em lại gọi điện cho bác hai của anh ấy, cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi chứ mình không có hề hỏi tới cái anh này đâu. Thật bụng là trong lòng cũng không muốn hỏi không? Dạ thật bụng không muốn hỏi tại vì vẫn đang nhớ anh á. Đang thương anh dữ lắm. Thế là bác hai mới hỏi là bây giờ công việc của con sao, tụi con có quen ai chưa, rồi con lấy chồng chưa, có con chưa vậy đó, rồi con có hay liên lạc với anh Vũ không? Thế em mới bảo rằng là dạ con bây giờ công việc thì cũng tạm ổn rồi, chồng con thì cũng có chưa có gì hết. Thế em vô tình lấy bác kêu chứ thôi để đó lát tao bảo con Như á, nhắn tin lại số điện thoại của nó cho mày. Hôm sau là ngày 8 tháng 6 là ngày sinh nhật của anh á, với nhắn tin một chúc anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới thì có thêm nhiều niềm vui mới vậy thôi, thì chúc với ý nghĩa bạn bè thôi. Ai ngờ đó ông gọi điện thiệt luôn. Ủa nhưng mà thực sự là em có vợ có con không? Không có chị. Nhưng mà tại lừa sao em thôi. Lừa tại sao, lý do gì? Lý do gì lừa hả Vũ? Mình tính thử lòng làm sao. Thường thường mình có câu là nhất cường ly, nhất cự ly nhì cường đạo đó. Cứ thử coi xem sao. Ai ngờ thử luôn một phát một tới mấy năm luôn. Thì không hứng. Anh ấy sợ. Dạ anh sợ như kiểu là mình thì ở ngoài miền Trung lạnh á, mà anh ở tiết trong miền Nam á, thì anh sợ khoảng cách. Khoảng cách là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh thấy dù mình học đại học, anh ở nhà anh làm công nhân á, rồi anh cũng kiểu mắc cỡ. Cái thằng rồi kêu cho trời ơi có gì đâu mắc cỡ, thương nhau quan trọng là tình cảm chứ quan trọng gì bằng cấp đâu, quan trọng là hiểu nhau là chính thôi. Thế xong rồi cũng quay lại nhắn tin qua lại cũng như gần 15 ngày á, rồi cũng mới quyết định nói với anh á, cho anh hai sự quyết định. Một là anh cưới em làm vợ, hai á là anh đi về dưới anh làm luôn đi, đừng có quen tôi nữa, là làm khổ nhiêu đó đủ rồi. Chứ đừng quay lại mà làm khổ thêm một lần nữa. Thế xong rồi cũng quay đi, cũng tìm hiểu nhau, cũng quen nhau gần 6 tháng nữa là mới cưới. Như vậy là chỉ có một cái tin nhắn thôi mà ròng rã tới 2 năm trời mới gặp lại nhau. Dạ không, chia tay nhau 4 năm rồi, xong rồi bắt đầu mới nhắn tin lại đó. Quen nhau coi như 2 năm, chia tay 4 năm, gặp lại 6 tháng sau cưới. Là 6 tháng sau cưới đó. Thôi, tất cả mọi thứ sau cơn mưa trời lại quang mây tạnh đúng chưa? Vậy thì bây giờ lấy nhau về rồi, hai vợ chồng có khó khăn gì không? Có vỡ mộng gì về? Giờ qua cái màn nói xấu nè, có gì xấu đây không? Bây giờ anh hỏi nãy giờ toàn là hướng nói mà bây giờ hỏi Vũ trước nè. Tật xấu dạ. Bây giờ á. Cái thời gian đầu tốt, cực kỳ tốt luôn. Mà sao ở lâu ngày làm như nó lòi cái đuôi ra hay sao? Lòi cái đuôi, cái lòi hả? Cái lòi ra. Lòi tới mấy cái đuôi lận. Trời, cái đuôi cáo thôi. Em chịu mà không nổi rồi. Cái một cái đuôi cáo thôi đó. Mà em chịu không nổi. Lòi cái đuôi cáo. Cái gì sao vậy? Cái đuôi đó làm sao? Chưa cưới còn quen nhau thì mị nết na nhẹ nhàng với em lắm. Sao cưới nhau dạng thời gian?
bắt đầu trở tính là như nghề của vợ em là giáo viên á. Đi đi ban ngày đi dạy học rất quen rồi. Về nhà coi em như học trò. Trời ơi. Trang như trường học đầu tiên. Bệnh nghề nghiệp. Đúng rồi. Mấy bạn người sao nữa? Rồi sao? Cứ chăm em làm như là trẻ mới biết đi làm sao. Ăn lâu quá cũng nhắc mà ăn nhanh quá cũng nói. Mà hả, ngủ bữa nào ngủ ít đó, nó nói trời chắc tương tương ai mà hả, ngủ dèo, nó nói làm biến có gì đâu vậy. Nhắc được chăm được khó hả? Chăm được khó hả? Hay nhắc nhở. Mấy bà cô giáo mà nói nhiều cực kỳ luôn. Mệt lắm luôn. Còn gì nữa không? Đang hỏi tần sống. Ông đi có vẻ như ông sợ sợ. Không phải sợ mà suy nghĩ chưa có ra. Tại vì tôi nhiều quá không biết nói cái nào trước hết. Rồi bây giờ cứ suy nghĩ đi, trong thời gian suy nghĩ tôi hỏi bà này nha. Ông này có tật xấu không? Dạ cũng có. Nhiều không? Nói chung là ưu điểm thì ít mà nhược điểm thì đầy. Mới cưới về anh siêng gì lắm. Việc gì anh cũng làm hết trơn á. Nói chung là từ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ quần áo, nói chung là nấu ăn cái gì anh cũng làm hết á. Mà bắt đầu từ cái hồi mà có bầu á. Trời ơi, anh tự nhiên chuyển tính nết luôn. Rồi làm biến sợ luôn. Mang bầu mà sáng nào cũng vậy đó, phải lo dậy sớm bán miếng trắng trộn này, nước ngọt này, chiều đến là bán trà sữa Trân Châu này, tối đến đi làm mất chết luôn. Ông không có phụ gì hết. Trời ơi tức có quá trời đó. Đất luôn. Nhiều lúc trời ơi chẳng lẽ quánh lộn nữa chứ. Nhưng mà kìm, trời ơi kìm nén dữ lắm luôn á. Em mong muốn Vũ thay đổi điều gì? Ít hút thuốc lại nè, bớt chơi game này đi. Trời ơi chơi mọi lúc mọi nơi luôn á. Bớt thuốc lại, nguy hiểm. Bớt dạ. Thuốc bớt chơi game. Lúc lại bớt dữ lắm rồi đó. Tại nhà có em bé. Thế còn Vũ? Mà dạ sao xin hiểu cái đừng có bệnh nghề nghiệp đem về nhà được rồi. Bây giờ là tụi em là vợ ở Tây Ninh. Đúng rồi. Chồng vợ ở Sài Gòn. Bây giờ có muốn ước một cái điều gì không? Riêng cặp vợ chồng này. Hôm nay tôi cho ước đó. Anh Bụt. Năm mươi già chưa được lên đây. Tưởng tôi là ông một vợ chồng son, gọi là bụt son. Giờ ước đi tôi ban cho. Nghe chưa ông Bụt đó. Ủa. Dạ là ước là anh về Tây Ninh anh làm ở gần vợ con là được rồi. Rồi bụt son. Khoan lại để cho chồng ước nữa để coi cái ước nào mà hợp lý thì. Đó thôi là vô luôn đi vô luôn. Giờ chồng ước cái gì? Con thích vợ con về đây. Thấy chưa? Cái ta ngồi là ta suy nghĩ liền là hoặc là bên đây thì muốn ước về dưới đó nhưng mà ở đây người ta lại ước này lên đây đó. Bây giờ nhà nhà mướn hay là nhà gì? Không em ở nhà bác em nuôi em cũng nay cũng lâu rồi. Mà ví dụ như là còn có vợ con lên á thì bác có đồng ý không? Có chứ. Rồi có xin được việc cho vợ không? Được. Được cho vợ ha, vậy cho nên nếu mà chịu đi là năm giờ là được xin được về rồi. Vậy cuối cùng ước của ai đúng? Bây giờ ước gì nè? Hôm nay Bụt Son sẽ ban điều ước mà ông chồng hai vợ chồng hợp nhau về Sài Gòn. Vỗ tay cho điều ước linh nghiệm coi. Rồi xong rồi đó. Không, em thực ra làm vậy. Cái mong muốn của chồng á nó có căn cơ hơn đó cưng. Dạ. Em suy nghĩ lại đi, thứ nhất là bác đồng ý vậy, thứ hai nữa là xin được việc cho em mà. Mà thứ ba nữa là nếu mà em về đây thì vợ chồng sẽ dễ gần gũi, dễ làm ăn hơn. Dạ. Cho nên em thử suy nghĩ coi xem như thế nào, hai chồng bàn bạc kỹ lưỡng lại coi làm sao. Dạ. Bây giờ về đi rồi cái tự nhiên cái thuận thảo cái đường làm ăn rồi phong thủy rồi tất cả mọi thứ rồi thêm cái ông Bụt ông đứng sau lưng ông hỗ trợ đó rồi cuối cùng là thuận thảo nữa. Điện đúng không đi tiền nào mà về nhớ nghe viết thư lên vợ chồng Son cảm ơn nghe chưa, nhớ cảm ơn tôi. Thôi xin chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui vẻ và mau chóng về châu về hiệp phố. Châu về hiệp phố không thấy vậy được không? Chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á, là không có đôi chân, nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Thấy vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Rồi. Là hình như em chả biết hít đất hay sao á? Thôi giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái rồi. Ý chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... ủa trời, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Bây giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm tháng vào tháng 3 mới đây hả? Dạ tháng 3 2022 2022 là mới đây ha. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng
mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau, thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2019 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em thấy một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi. Thì em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Chỉ là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em. Là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho anh được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em lập để em nhắn tin cho anh được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho mình được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ
nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, ừ. Mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì là gặp lại anh sau nhiều hay năm à. Nhiều năm mình chờ. Ừ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên ảnh đỡ ảnh phải vui vẻ lên rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin rồi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vậy chồng hả? Em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên thì vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh thì anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em cũng như là một người bạn hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không, tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh đây là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh xúc động lúc không đó với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em á thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên thì em cũng thỉnh thoảng check thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng là do một lần tình cờ mà được chén xong mất đi thông tin của anh không biết làm sao để tìm anh á thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu rồi hiện tại làm công việc gì đó thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi thì em mới hỏi là ở xa là đâu em thì bạn bảo là em ở Nhật Bản thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình mời cái về là cũng về luôn. Dạ thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đó. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì thì sau cách 1 tháng quen từ tháng 3 đến tháng 4 rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc mà anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà
không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em, để là mình không muốn thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi. Em không muốn đau thêm một đúng lần rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể sẽ tốt hơn. Sao thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là anh mới hỏi em là có người yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó anh thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. À hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước, tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ. Nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói. Mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen? Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó. Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ em đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Yeah. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ. Thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa ra Khánh làm sao? Về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bay qua Gia Lai lên thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn nữa. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em
em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy chỗ mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà đùa trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, đúng không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Là không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nó là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám, lúc đó xuống luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dần đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây, có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó em muốn chắc chắn là mình có hay không. Em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em, mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip
về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Dạ. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng này, anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới chứ, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Hay nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Yeah. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe, đẹp như thế, phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may mắn. Em biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không, tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực. Giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị biết không, có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ Thương không... á, cái bạn Thương nè, cái lúc mà em đến á, nó gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó. Gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi. Đó. Tật xấu đó. Tật xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Chúc em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm.
chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn. Đủ yếu là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì lạc không đề quá đi. Đang quá trời lạc đề luôn. Đang là cái phần kia. Dạ. Thôi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Quên, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, cũng nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu có làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì vậy em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về làm vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc bất thương bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị da co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, vậy thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang là sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em một con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa mình cũng lo nhiều hơn thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm nhưng có mà dù giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ nhau làm mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu.
Nói chung là vợ em xót á. Dạ. Vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Thành ra là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người khác lo lắng và buồn á. Mình cũng giống như một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gán đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì cứ vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Phải chưa xuất hiện. em nói là ơi, hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa gọi là vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. Đó. Chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến là mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè dạ, rất hay khóc nhè. Chịu không nổi. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa mà chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Dạ. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ chỉ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không đúng, chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng mình cứ đi theo vợ. Với lại chị em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe mà anh rồi đó. Dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Cứ bắt buộc nặng nặc đâu, phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thực sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biến trai gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ gọi là điểm 10 đó. Điểm chúc, em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc trước luôn đi. Trước thôi hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xanh đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ. Mình chờ một chút xíu.